cái bơm tim tự động này là nó là 50cc, dung tích của nó 50cc. Rồi mình trước khi mình muốn bơm thì mình phải thử coi cái tông này nó vừa với cái tay vừa chưa, mình thả mở hớp này ra là nó nhẹ, mình vặn cái nút này vô là nó sẽ phù hợp với cái mức tim của mình, nó hút bơm tốt lên. Thì nó xong đúng không? Xong bắt đầu mình gạt cái lít lên, nó có từ 1 mà ml nè, 2 ml, 3, 4, 5. Mình muốn 1 thì mình gạt cái này, kéo nó qua số 1. Kéo nó qua số 1. Đúng không? Số 2 thì muốn qua số 2. Số 3 thì qua số 3. Số 4 thì qua số 4, 5 thì qua số 5 luôn. Đó mình chỉnh ml ra, dù như 5 ml thì bắt đầu. Mình bơm thuốc vô, hút thuốc vô. Rồi, xong rồi mình chích lần 50ml nè. Mình là hết, chích lần hết thôi, một nè. Nó chạy vô nè. 2 3 4 6 9 10 lần, hết. Đó, là 5 chích là 50ml. Còn muốn chích 40ml thì mình gia dạng số 4. Dạng số 4 ha, mình số 4 nè, mình dạng số 4 nè. Bơm thuốc như chàng vậy thôi, cái chích hoặc chế biến hay làm gì đó là tùy mình đó. Bây giờ thôi, đơn giản thôi, rất dễ sử dụng. Còn vệ sinh thì không có gì khó hết, vệ sinh khá đâu người ta. Vệ sinh tháo ống người ta, tháo mít này ra nó sạch sẽ. Nhớ cái ron nằm trong này, nó cái ron ha, cái ron ấy là để đúng chiều ha, nó có cái rãnh đây à, để đúng chiều cái rãnh đó. Vệ sinh xong cho vô lại, này mình làm vệ sinh cho nó sạch. Hấp hay là chuyện gì đó, xin mấy cái này thì không có gì đâu, tháo lên chi, vệ sinh sạch cái này thôi. Nhắc là một lần nữa, cái cây này là 50ml, cái ống chích tôi nói chứa được 50ml là 50cc á. Mình chích một lần á, từ một cc cho tới 5cc, mình chỉnh từ 1c, 2c hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5, mình chỉnh như này, mình chỉnh đến mức độ mà mình đồng ý rồi, bắt đầu mình bơm cái thuốc lên, thuốc lên. Còn mà thấy cái này cái tay nhẹ nhẹ quá thì mình chút này gọi lại một chút xíu đó. Thuốc lên xong đầu mình muốn bơm là tự động bơm, tự động rút này, tự động rút à, thôi đây rồi, có gì hết. Nó có bao gồm một cái ống, bao gồm một cái cho mình cái ống tìm xe cua và một những cái ron.